Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình nhé, Mobile Game TV. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ và tràn đầy niềm vui nhé. Video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để có thể fit cái lỗi Messenger này từ hình tròn sang hình vuông và sau đó là từ hình vuông sang hình tròn. Nói tóm lại là mấy bạn nào mà bị cái Messenger này hình vuông thì các bạn có thể theo dõi video này của mình để có thể tham khảo nhé. Mình là dùng máy của Xiaomi các bạn ạ. Đây, Xiaomi Redmi Note 9S. Cái Messenger này thì lúc mình xóa thì tải lại ấy, thì nó sẽ hình tròn. Nhưng mà sau khi sử dụng được một lúc thì nó lại chuyển sang hình vuông nhé các bạn. Đó. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn fix cái lỗi này. Rồi bạn đã biết rồi thì có thể bấm like hoặc là đăng ký kênh ủng hộ kênh mình rồi bỏ qua video này để xem video khác. Còn bạn nào chưa biết thì các bạn tiếp tục ở lại và theo dõi video này của mình nhé. Rồi cách làm thì như sau, cũng khá đơn giản thôi các bạn ạ. Trước tiên các bạn cần phải xóa đi cái Messenger mà các bạn đã cài ở trên máy nhé. Tiếp theo nữa này, các bạn vào cho mình là CH Play. Tại CH Play này, các bạn bấm vào chỗ avatar của cái tài khoản của các bạn á, sau đó các bạn chọn lại cho mình là cài đặt này. Đó. Trong cái giao diện cài đặt này thì các bạn cần phải bấm vào chỗ này lựa chọn ưu tiên về mạng nhá. Đây, tại cái mục này các bạn chọn cho mình là tự động cập nhật ứng dụng, sau đó các bạn bấm là không tự động cập nhật ứng dụng giống như mình đây, xong bấm xong nhá. Rồi các bạn quay trở ra cái link tải Messenger này mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả của video. Sau khi xem xong hướng dẫn của mình thì các bạn có thể click vào đó hoặc là các bạn copy lấy cái đường link đó dán vào một cái trình duyệt bất kỳ nhá. Đây, mình nó sẽ có dạng như thế này. Đó, sau khi click vào thì các bạn nó sẽ chuyển các bạn tới cái giao diện như thế này. Thì các bạn nếu mà các bạn không muốn đợi nó quay 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 thế này thì các bạn có thể bấm vào chỗ mũi tên đi xuống đi nhá. Đây, bấm vào tại cái giao diện này thì các bạn bấm vào vẫn tải xuống. Đấy. File này có tên là Messenger 306 nha các bạn. Có dung lượng 43 MB. Đấy. Sau khi các bạn bấm vẫn ở tải xuống thì nó sẽ có dạng như thế này. Rồi, chúng ta tiến hành tải xuống như bình thường thôi. Bạn nào mà chưa cấp quyền cài đặt ứng dụng bên thứ ba cho trình duyệt thì có thể cấp quyền cho trình duyệt nhé. Thì nó mới tự động chuyển sang cái giao diện cài đặt như thế này. Đó. Tại đây chúng ta sẽ bấm cài đặt hoặc là các bạn có thể vào, còn một cách nữa các bạn có thể vào phần quản lý file của điện thoại của các bạn nhé. Sau đó các bạn kéo đến cái mục download này là các bạn sẽ thấy nhé. Đây, đây chính là hai cái file mà mình đã tải về, trong đó có file Messenger 306 nhé. Mình sẽ tiến hành cài đặt. Rồi, đây là do mình chưa cấp quyền cài đặt ứng dụng bên thứ ba cho cái quản lý file trên điện thoại của mình thì mình sẽ tiến hành cài đặt như bình thường nhé. Đây, mình sẽ cấp quyền. Sau đó các bạn bấm vào đây, tôi nhận thức được bấm cái này thì các bạn bấm vào tích xanh vào cho nó, sau đó các bạn bấm ok. Ok này. Rồi, các bạn quay trở ra. Tiến hành cài đặt như bình thường. Sau khi cài đặt xong thì các bạn có thể vào Messenger và đăng nhập như bình thường nhé các bạn. Đây, mình sẽ làm cho các bạn thấy này. Mình sẽ mở lên. Đó. Đơn giản thôi. Sau khi đăng nhập vào thì các bạn cần phải có một cái bước quan trọng nữa, đó là các bạn vào cái phần cài đặt chỗ ngay chữ chat đây nhé. Đó, các bạn tiếp tục làm một cái bước nữa, đó là các bạn kéo xuống dưới này. Đây, các bạn thấy không, bong bóng chat này các bạn cần phải kích hoạt nó lên. Đó, nó sẽ, khi các bạn bấm vào nó có cái giao diện thế này thì các bạn bấm vào chỗ là đi tới cài đặt nhé. Các bạn cần phải bật thủ công thì cái nó mới kích hoạt cái chế độ bong bóng chat trên Messenger nhé. Các bạn kéo xuống cho mình là Messenger này. Đó, tại đây này. Các bạn bấm là cho phép hiển thị trên ứng dụng khác này. Sau đó các bạn quay trở về. Đó, bong bóng chat đã được kích hoạt đây. Đấy.
Rồi bây giờ mình sẽ thử. Đó các bạn, bây giờ nó đã chuyển sang hình tròn nhé. Messenger của mình đã chuyển sang hình tròn. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Chúc các bạn làm thành công trong quá trình làm. Nếu các bạn có ý kiến gì, hoặc là thắc mắc gì, hoặc là muốn hỏi gì thì các bạn cứ comment hỏi mình ở phía dưới phần mô tả của video này, ở phần bình luận của video này. Mình sẽ cố gắng giải đáp thắc mắc của các bạn cách tối đa nhất nhé. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Nếu các bạn thích video này hoặc là thấy video này có ích thì các bạn hãy bấm like cho nó, hoặc là chia sẻ cho bạn bè người thân cũng biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo của mình nha.